Hello mọi người nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Tiến Cần. Thì hôm nay là trời rất là đẹp cả nhà. Thì đây là một cảnh buổi hoàng hôn trên quê hương của mình nha. Đây là phía sau hiên nhà của mình. Thì máy cày đang đánh cả nhà. Này, anh Cu Tèo. Hello mọi người đây. Đó. Là mọi người đang chuẩn bị gieo xạ nha cả nhà. Đây, lâu lắm rồi mới thấy lại máy cày. Cảnh quê rất là đẹp nha. Thì máy cày sau khi mà đánh xong á là sẽ ban ruộng làm bờ rồi sẽ bắt đầu gieo xạ nha cả nhà. Đấy, rất là đẹp nha. Cảnh hoàng hôn trên quê hương. Đây là có anh Cu Tèo này, anh cứ anh đi theo biết. Chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà đi. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo nha.